Thưa quý vị, thông điệp đầu tiên của năm 2018 trên Twitter, Tổng thống Donald Trump đã lên án Iran và Pakistan về cách hành xử của hai quốc gia này. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho rằng đã đến lúc thay đổi ở Iran và người dân Iran đang đói tự do. Phát biểu này được ông Trump đưa ra sau nhiều ngày diễn ra các cuộc biểu tình có chết người trong chính phủ ở Tehran. Trên mạng xã hội Twitter, ông Trump khẳng định Iran đang thất bại ở mọi cấp độ, bất chấp thỏa thuận tồi tệ mà họ đã đạt được với chính quyền của Barack Obama. Ông Trump cho rằng người dân Iran vĩ đại đã bị đàn áp trong nhiều năm, họ đang đói thức ăn và tự do. Cùng với nhân quyền, sự giàu có của Iran đang bị cướp bóc, đã đến lúc phải thay đổi. Thưa quý vị, với Pakistan, Tổng thống Trump nhận định việc Hoa Kỳ viện trợ Pakistan hơn 33 tỷ Mỹ Kim trong 15 năm vừa qua là ngốc nghếch. Theo Tổng thống Trump, Islamabad đã lừa dối Washington và chứa chấp những kẻ khủng bố. Ông Trump tuyên bố sẽ không còn điều này nữa. Hồi tuần trước, báo New York Times đưa tin chính quyền của ông Trump đang cân nhắc khả năng từ chối khoản viện trợ trị giá 225 triệu Mỹ Kim đã bị trì hoãn cho Pakistan do Islamabad không dẹp trừ tốt hơn các nhóm khủng bố ở nước này. Pakistan liên tục bác bỏ cáo buộc nước này hỗ trợ khủng bố, đồng thời khẳng định nước này tham gia đầy đủ vào nỗ lực chống khủng bố toàn cầu.